Còn chưa anh em. Rồi mình bây giờ mang ra chén đây anh em ạ. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đây. Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay anh em mình đi câu cá anh em ạ. Giờ anh em mình đang đào run đi làm mồi câu cá anh em ạ. Cần thủ hôm nay quyết định đi câu cá vì hôm nay trời nó nắng ấm rồi anh em ạ. Mà không biết cá có cắn câu không. Anh em mình đang đào run nhá anh em nhé. Đào run mùa này khó nhỉ. Mùa hè thì đào nó dễ hơn. Có nhiều hơn. Mùa này không con to đâu. Mùa này không con to. Mình đã đào được khá là nhiều run rồi nhá anh em nhé. Giờ mình đi cắm cân để trước anh em ạ. Đấy nha anh em nhé, mình đã di chuyển đến địa điểm để cắm cân rồi anh em ạ. Đấy, cân thủ mình đang xỏ mồi đi cắm cân rồi. Chuyển nghiệp phết đấy anh em ạ. Nhưng mà cũng khá lâu rồi anh em ạ. Anh em mình không đi câu. Không biết cần thủ có còn nhớ kỹ năng để bắt cá không anh em ạ. Nghe chừng vẫn còn chuyên nghiệp đấy nhờ. Anh em thông cảm cho anh em mình nhé, bởi vì đi ban đêm như thế này hay thiếu ánh sáng anh em ạ. Bởi vì đi ban ngày thì cá chê ta này không cắn câu, không giống như ban đêm anh em ạ, nên là anh em mình phải đi đêm mới có cá anh em nhé. Trường sỏ mùi cũng vẫn còn chuyên nghiệp lắm nhỉ, chưa quên mấy. Bộ đồ cần câu tre của anh em mình vẫn như ngày trước thôi anh em ạ. Đây. Đi khó thì cầm một cái thôi. Cần thủ của mình đang dò tìm rất là chuyên nghiệp anh em ạ. Đấy. Đây. Đấy. Ok đấy anh em ạ. Nhưng mà không biết trời lạnh như thế này thì cá có cắn câu đều như mùa hè không anh em ạ. Mùa hè thì cá nó cắn câu nhiều hơn. Kiểu như mùa nước lũ ấy anh em. Ô quên bài ấy rồi à? Cần này thả lâu thế. Cần thủ của mình đang thả cần ở đây nhá anh em nhá. Đây những chỗ quen thuộc của anh em mình hay đi câu anh em ạ. Rất là dò tìm cũng rất là nhiều con anh em ạ. Đấy. Chắc một tí nữa thì anh em mình đã
cắm hết cần nhá anh em nhé. Vì hôm nay mình cũng mang đi ít thôi anh em ạ. Bởi vì mùa này nước nó ít. Đây là cái đập khai nha anh em nhé. Đã di chuyển đến địa điểm cắm cần tiếp theo của anh em mình nhá anh em nhé. Địa điểm quen thuộc anh em ạ. Nhưng mà cũng khá lâu rồi mình không đi, chắc bây giờ cá lớn cả rồi đấy anh em ạ. Trên Tây Bắc mình thì câu cá chê là chủ yếu nha anh em nhé. Cá loại cá khác thì nó ít rồi anh em ạ, không có rồi ấy. Mà cá chê thì vẫn còn nhiều. Những cần thủ vẫn chuyên nghiệp lắm anh em ạ. Khoảng thời gian mùa đông anh em mình không đi câu được. Dây nó mắc. Đấy. Cố gỡ tí. Hôm nay anh em mình mang ít cần thôi. Để thả ra nó nhanh. Tí vẫn chuyên mục như cũ anh em nhé. Cá cắn thì đi nướng ngay đây luôn. Hết run rồi á. Còn thì tí đi đào. Mình thả nốt ra cần này thì mình sẽ di chuyển đến phía trên anh em. Cần mấy cần đây? 4 cần thôi anh em ạ. Ok, giờ mình sẽ di chuyển đến phía trên nha anh em nhé. Nhặt run vào. Rồi. Ok rồi. Ê. Mùa này thì nước ít, anh em mình không đè lên cần đâu anh em ạ. Không sợ nó kéo đi ấy. Mùa nước nhiều thì mình phải đè lên cần. Mình di chuyển lên phía trên đây anh em ạ. Đây mình đã di chuyển đến điểm tiếp theo nhá anh em nhé, và cũng là cần cuối cùng anh em mình cắm ở đây rồi anh em ạ. Vậy mình sẽ thả vào hố này nhá anh em nhé. Hố này rất là đẹp luôn anh em ạ. Đấy, ok. Giờ mình đã thả cần xong nhá anh em nhá. Mình chờ cá cắn câu thôi anh em ạ. Tí mình đi xem cần nhá anh em nhá. Giờ anh em mình đi xem cần nhá anh em nhá. Ô, cần này đi đâu rồi? Rồi á. Ô, đi xa thế. Cá kéo hay cái gì kéo ấy anh em ạ. Đi xa lắm. Ô, tuột mất rồi anh em ạ. Tiếc thật đấy. Mùa này đấy, kiếm cá khó rồi còn để tuột mất anh em ạ. Mình xỏ mồi rồi kiếm lại con cú nha anh em nhé. Cho vào anh em. Rồi ok. Ok.
cần cho vào đây nữa. Mình di chuyển cần trên xuống đây một cái, bởi vì trên nó không có chỗ để anh em ạ, không có chỗ cắm cần. Mình đã di chuyển cái cần, không biết là cần này có dính không. Thế nào rồi, dính không? Mình sợ nước kéo vào thôi anh em ạ. Không tuột thì chắc có cá đây anh em ạ. Báo cá đây nào. Nhanh nào. Úi giời ơi. Thế nào đây. Ôi giời. Kéo đi xa thế nhỉ. Đấy, cần thủ của mình phải cởi áo ra anh em ạ. Nó nước nó sâu. Nước sâu lắm. Quá sâu luôn. Phải cởi áo ra để gỡ trong hang anh em ạ. Ôi. Thời tiết thì hơi lạnh anh em ạ. Còn mùa hè thì chắc phải lặn vào rồi đấy anh em ạ. Nhưng mà bây giờ nó lạnh quá, không lặn được. Ôi, sao thế. Thôi cố gắng. Thế có mồi. Đừng tuột nhá. Sợ nó tuột mất thôi anh em ạ. Đã tầm này rồi còn tuột nữa là. Hả? Tuột á? Ôi dồi ôi. Tuột bóm. Tuột hai cần rồi anh em ạ. Tuột hai cần rồi. Đây mình xỏ mồi cho lại nhá anh em nhá. Tiếc quá nên là mình phải lấy lại những gì đã mất anh em ạ. Nếu mà không tuột thì chắc anh em mình lại có hai em rồi nhỉ. Có hai em rồi anh em. Mình xỏ mồi rồi cho vào để mình lên trên nhá anh em nhé. Xem cần bên trên. Ok, cho vào đi. Để mình đi lên trên. Ok, lên trên đây. Cần này cũng mắc anh em ạ. Không biết có cá không. Ôi ơi, quấn ác nhờ. Cá mùa này nó vào sâu lắm anh em ạ. Đây gỡ rất là khó luôn. Kiểu đây có cái đập đây. Ôi lại tuột. Ba cần tuột rồi anh em ạ. Hôm nay không hiểu kiểu gì mà cá toàn tuột thế nhỉ. Đây. Còn cái này thì ăn gì đấy. Đây mình xỏ mồi cho vào cho cú nha anh em nhé. Đây, mình di chuyển lên phía trên đi. Đây mình đã di chuyển đến cần tiếp theo nhé anh em nhé.
không biết có dính không. Nhưng mà cơn này mà móm nữa là anh em mình quyết định đi đào khoai nướng thôi anh em ạ. Không có cá nướng nữa. Đấy, lại mắc rồi. Còn không, còn không, còn không? Còn không? Còn không, còn không? Ui, còn anh em ạ. Cái này còn cá. Cá chê à? Hay là cá lóc? Chê vàng á? Được. Ui. Huế. Có 10. Ô. Được một em rồi nhá anh em nhá. Đây này. Đây cá chê đây anh em ạ. Úi giời. Nó mắc quá nhỉ. Đây mọi người, nó mới hay tuột đấy mọi người, do dưới câu nó to quá mọi người, nó không nuốt được. À. Bồng con này nó bị gì ấy nhỉ. Rồi rồi. Gỡ đi, gỡ đi. Mang rổ không? Không mang. Thế bỏ cái gì? Tìm đó. Tìm. Ok anh em ạ, mình di chuyển lên trên ạ. Đấy căng rồi mọi người. Đấy căng chưa? Căng rồi, căng rồi. Căng rồi. Ok. Để xem cái này có còn cá không nha anh em nhé. Nó đi đâu rồi? Mình đi lâu quá nhỉ. Nhưng mà đi một tí quay lại thì chắc không mắc nhiều. Ra ngoài thế này thì chắc là cá lóc thôi quá. Biết nó đi đâu rồi. Có biết đường một lần luôn. Sợ cá lóc thôi. Ô, con đươn à, nó ra ngoài thế. Con gì đấy? Mặc ạc thế nhỉ? Còn sâu lắm. Dây nó có một tí tệ. Thôi con rắn đi. Con rắn đi cắn câu ơi thằng. Nó đi tập con sười nào đấy. Tỷ lệ dính con đươn là hơi cao đấy mọi người. Nhìn nó vào trong đống bùn. Vào trong đống bùn á? Thế tỷ lệ lươn cao đấy nhỉ. Đi câu lươn lại không dính, đi câu cá lại dính lươn. Thế anh em ạ. Hơi khoai chứ, nó sâu lắm. Cố, cố, cố. Rồi, lươn to. Lươn to à? Đâu rồi? Lôi nó ra xem nào. Từ từ thôi, cứ tóm lấy đâu nó ấy. Nó mắc như này thì tóm như nào? Con này hơi to phết đấy. Mò lươn anh em ạ. Có môi, có môi. Ý dạ. Đấy, người nghe thấy tiếng nó quậy. Chịu. Quậy ác nhỉ. Nó có gốc cây này nó mắc ác lắm nhỉ. Nó quấn vào cái rễ cây này. Đúng rồi, nó quấn vào cái rễ cây. Nó ra mất rồi. Ủa, không phải con cá lóc mọi người. Ở con lươn. Cá lóc hay con lươn? Cái này con cá lóc nó nhảy ra vừa nãy. Đấy. Tưởng là con lươn gì. Chuột mất con lươn này, chết con đấy. Nó không to lắm đâu. À, cái cá lóc thì... Ở ngoài. Ở ngoài nó nhảy ra cái gì, còn lưới câu thì... Dính con lươn. Dính con lươn cái gì, tưởng... Kiểu gì thế này đấy. Nó khỏe lắm mọi người con lươn ấy. Con lươn nếu mà dính cái này thì nó khỏe lắm. Chứ không xuống. Đâu rồi? Thế nào rồi? Công đoạn này gỡ rất khó luôn anh em ạ. Đấy, thấy nó quậy chưa anh em? Con lươn này là gỡ khó nhất.
Sao đi câu lượn lại không dính, lại câu cá lại dính lớn thế này thì. Ý nó là đốt đấy cho xem này. Ôi. Cắt mất dây cấp rồi. Mất đấy. Cả viên. Quá mắc luôn nhỉ. Đấy anh em ạ, cái gì ấy là ra rồi. Còn bé thôi. Bé thôi chứ không to mấy đâu. Vừa 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 ăn. Ừ. Con đưa nó nha anh em nha. Đây này. Sao đây? Ô sao nó lại mắc lưng chứ không phải là mắc kia đâu đây. Đâu? Không phải mắc mồm đâu. Đây. Mắc vào lưng nó. Chịu. Mắc quả lưng nó anh em ạ. Không phải nó ăn mồi đâu mọi người. Ô. Ảo thật đấy mọi người. Ảo thật đấy. Ok gỡ đi để di chuyển lên trên nào. Mắc quả lưng nó. Chạy xa ừ, đúng rồi. Đấy là em này. Đâu? Giờ đến cho anh em xem này. Đây con lươn đây anh em ạ. Ok. Ê, lên trên đi. Mình đã di chuyển đến điểm tiếp theo nhé anh em nhé. Lên nào. Đâu? Lại mắc à? Lại phải bơi rồi. Lại phải bơi rồi. Mắc rồi. Cần thủ uy lăng sâu lắm. Sâu lắm. Không biết cứu thế nào luôn đây cái này. Chỗ này sâu lắm. Ước gì là còn cá nha anh em nhé. Sợ lặn rồi lại tuột mất anh em mình là ối rồi ôi luôn. Khoai đấy. Quá khoai luôn đấy nhỉ. Yeah. Rồi mùa lạnh này mà lặn như thế này là thôi rồi anh em ạ. Ôi dồi ôi. Rất là lạnh luôn đấy anh em ạ. Vì mùa này là mùa lông nên là quá là lạnh luôn. Hàng nó vào không vừa tay anh vào gì. Không vừa tay. Thế con bé lắm à. Thì chả thế còn gì nữa, nếu mà con to thì phải hang to chứ lỗ to chứ. Hay là dính con lươn nữa. Con lươn bị ghét lắm mọi người. Khó lấy ra đó. Cái mắc không mắc là đi mắc mà lưng của nó. Lạnh lắm. Dây căng rồi, dây căng. Dây căng chưa? Dây căng rồi. Rồi. Còn không? Còn cá không? Còn cá không? Ui. Chế khủng rồi. Bằng ươm. Ui, hàng khủng, hàng khủng. Ok anh em ạ, à, hàng khủng rồi. Lâu lâu mới gặp hàng khủng như này đấy mọi người. Lâu lâu mới gặp đấy anh em ạ. À. Cái hàng khủng này rất là ít luôn. Vàng ươm nhờ. Quá sướng. Này. Gặp mấy con như thế này thì thích lắm anh em ạ. À. Ây dù. Chắc tay luôn mọi người. Biết
tuột mất con này là tiếc lắm. Nếu mà tuột con này thì tiếc lắm anh em ạ. Ui, hám được ra bé đấy. Đấy. Hôm nay cũng gặp may mắn anh em ạ. Được một em hàng khủng. Mùa này mà mình đi câu mùa này là toàn gặp hàng khủng đấy chứ. Nhưng nó ít. Nhưng mà nó ít rồi, ít cá rồi, không. Nhưng mà lớn thì nó con to rồi. Đấy. Hôm nay có mồi ngon rồi đấy anh. Hôm nay có mồi ngon rồi anh em ạ. Móc tôm vào để lại chỗ cũ luôn đi. Đây mình móc run rồi để lại chỗ cũ nha anh em nhé. Mình đã di chuyển đến cần tiếp theo và cũng là cần cuối cùng nhá anh em nhé. Dính không? Dây căng không? Dây căng. Dây căng à? Được. Ui. Còn cá không? Mất cá rồi á? Ồ. Mất rồi anh em ạ. Hàng này hàng đẹp lắm mà mất. Tưởng lôi ra con em khủng như lúc nãy anh em ạ. Nhưng mà cái này nó tuột mất rồi anh em ạ. Đấy bây giờ mình xỏ mồi rồi cho vào chỗ cũ rồi mình đi nướng cá nha anh em nhé. Này cho vào sâu quá thì sợ không lấy được lấy câu ấy anh em ạ, nên là nó không có chỗ để nó dừng chân ấy nhỉ. Nó cứ quấy thôi. Đây đây đây. Đi nướng cá thôi. Nướng cá thôi. Giờ mình nhóm lửa nó có than nhá anh em nhá. Bây giờ mình cho cá vào nướng thôi anh em ạ. Cho vào thế nào đây? Không tới à? Không tới. Dịch đi. Này nhỉ. Đấy, đúng rồi. Thì đấy. Hôm nay có cả con lươn nữa anh em ạ. Đi câu cá mà dính phải lươn, mà đi câu lươn thì lại không dính. Thế mới tài chứ nhỉ. Giờ mình cho than ra thôi anh em. Quá hổ buồn nhỉ. Nhỏ mà ngủ cũng sẽ lên. Ôi khỏi, mà ngủ đây, cái nửa này, khỏi đây. Nhớ phải ý lấy cho mày quý. Thế than nhiều lắm người. Quá sướng luôn. Đấy, mình cho củi vào để đốt cho nó có than nữa anh em ạ. Nó khói thế. Đấy, ok nha anh em nhá. Bây giờ mình đợi cá chín để mình chén anh em ạ. Giờ cá đã chín rồi anh em nhá. Ui, cháy mất tí rồi anh em ạ. Đây. Còn chưa anh em. Rồi mình bây giờ mang ra chén đây anh em ạ. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đây. Ăn nó, ăn nó. Quá đỉnh luôn anh em ạ. Đây kìa. Khen rồi. Về đây đấy. Giờ mình chuẩn bị tháo kẹp ăn nhá anh em nhá. Ê, vàng khe anh em ạ. Quá đỉnh luôn. Vàng liệt. À đây. Nếm cái dính kẹp ăn. Muối. Ngon. Đây bao ngô đi.
Cái này là ngô nướng ấy, anh em ạ. Ngô non. Ngô non nướng luôn. Ui đẹp ý nhờ. Thì bát chẩm chéo của anh em mình thì như thế này thôi anh em ạ. Đấy, ngon chưa? Quá ngon luôn. Nào, đây. Nào, cảnh nhau phát nào. Mời mọi người ăn cùng mình nhá. Dô. Đây nha anh em nhá, thịt cá chê đây anh em ạ. Vàng khe luôn anh em ạ. Ngon lắm người đây. Đấy, với cả đây có ít ngô anh em ạ. Ngô đây. Đấy. Nướng hơi cháy. Ngon thế nhỉ, nướng hơi cháy. Ngon lắm người. Mời mọi người nhá. Vàng khe luôn. Mời anh em nhá. Ngọt lắm người, ngậy quá nhờ, quá sướng luôn anh em ạ. Thịt nó ngọt lắm người, thịt ngọt, nó quá thịt ngọt, ăn thịt dai chắc lắm người. Đúng này, chuẩn này. Cá chê nha, chuẩn cá chê tự nhiên lắm mình. Làm tí nữa, ngon non nữa. Và mùa này là không có rau cỏ mới anh em ạ. Anh em mình lấy không? Ngô bắp tử đi nướng ăn cả lói luôn. Lói bắp này hơi cứng mà không cắn được người. Ngon lắm. Làm tép miếng cá rồi người. Cái chấm mà. Mùa nhức nách luôn này. Cái cây cay cay của ớt. Sáng lắm người. Rồi cái này cháy tí. Đấy ngon. Ngon lắm. Cháu cũng tầm chéo rồi. Quá ngon rồi. Đây. Ngọt lắm rồi. Quá ngon rồi anh ạ. Ăn nó ngọt đầu. Rồi. Cái đầu anh ạ. Ăn nó mới ngậy. Nhai cả xương luôn anh em ạ. Giòn sướng lắm. Mua nướng kiểu này nó thơm lắm người. Không nướng như vậy nhỉ, không như luộc à. Luộc nó hay rồi không? Làm miếng cá nữa. Nó khỏe không? Ngay cả xương người. Ngay cả xương giòn. Cá này nó ít xương lắm người, nó có cái xương này. Nó có xương sống thôi. Không có một cái xương bé bé kia. Cây 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 cây. Cây cây tím đó các người. Quá xương như thế nào. Mình lươn nè người. Chia nhau mình lươn đi. Chia nhau mình lươn đi. Ây dồi. Ây. Rô nè, rô nè. Rô. Đây là con lươn nha anh em nhá. Con lươn là mình nướng lên ăn. Đấy. Lươn nướng. Lươn nướng. Thơm lắm người. Ngon phết đấy nhờ. Có khi còn ngon hơn cá chê chứ người.
đi câu lươn thì lại không dính, mà mình đi câu cá thì lại dính lươn đấy, nói bầm bậy chứ. Đúng rồi. Ngon thế đấy. Mua này nhỏ nhỏ nên mà ngọt lắm nè. Quá ngọt luôn. Cái này nó còn bé hơn cái này một tí nữa là ăn cả lõi đấy nhỉ. Lõi luôn. Cái này nó hơi già rồi, hơi già rồi, không ăn được. Không ăn được lõi nữa rồi. Buồn luôn. Già thì cũng không già hẳn đâu anh em ạ. Chén lầu em đưa ăn nào mọi người. Lắm. Cá nữa nào anh em ơi. Ngọt quá. Mua này ăn rau muống ngọt này. Ăn cái này thì sao đây. Có cá trắng này. Cá trắng. Thử con cá lóc này em ạ. Thịt nó sáng chưa. Quá sướng luôn. Đúng là của tự nhiên này em ạ. Ngon. Mấy con thì nướng tan, con này thì nướng chui nhá mọi người. Làm miếng cá lóc nướng chui rồi. Đây, ngoài nó vàng ươm luôn. Ngon. Đỉnh lắm. Đỉnh của chóp luôn. Không có lời gì chê không này. Mà mình cắt chê nữa. Nước mọi người cho tí nước vào. Cho tí nước vào. Cái cho vào tí tầm chéo tí. Tầm chéo cung. Cái mình cho nhiều ớt quá anh em ạ, cay lắm. Cay lắm người. Làm miếng cá nữa. Rượu ngon. Ăn ngon lắm người. Để đấy. Mai uống. Đây nó có tí ở đây nữa này. Đuôi. Bắt xong. Đọc nữa. Chấm bỏ ruột lắm người. Chưa bỏ ruột đâu. Nướng này ngon hơn. Không bỏ ruột ngon hơn. Còn nó ngọt hơn rồi. Nó cứ ngậm nhát thôi. Đây. Làm miếng lau nó đi. Rô. Sớm nào. Thì khó. Đúng là đầu nó đứng trên hết, ngon thật. Đúng là hàng trên là hàng chất lượng. Đầu nó là trung tâm điều khiển cả cơ thể. Cả miếng ốc
Bây giờ mình đã ăn xong nhá anh em nhá. Anh em hãy like video và chia sẻ video để ủng hộ kênh mình nhá anh em nhá. Chào anh em nhá, hẹn gặp anh em trong video tiếp theo nhá anh em nhá.